nay á là chúng ta chỉ còn có nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, thì là cho nên là thầy sẽ nói về một cái pháp mà có thể nói là cái pháp này chỉ có đặc biệt ở trong Phật giáo, đó là trở thành là cái điểm quan trọng mà có là cái tâm kia của giáo pháp của Phật, đó là cái giáo pháp về nghiệp. Phần lớn chúng ta đó là ít hiểu về nghiệp, thường chúng ta cứ đổ cho cái gì mà xấu hơn cho nó thành câu nghiệp, còn cái gì tốt thì không thể nói được, nhưng mà thành ra nghiệp đó, nghiệp là mình phải hiểu nghiệp cho thật là rõ. Có thể nói là cái quá trình và tiến hóa của con người phải xuyên qua nghiệp thì mới là có sự tiến hóa được. Mình rất nhiều khi mình hiểu rằng là mình phải chấm dứt nghiệp để giải thoát, nhưng mà cái quan điểm đó là quan điểm sai, phải là chấm dứt cái nghiệp để giải thoát. Thì thật ra chúng sinh có được cái quyền tự do, đó là quyền tự do nhận thức và hành vi theo cái trình độ bản thân của mình. Nghe cái quyền tự do, cái quyền tự do này nó giống đại khái như ví dụ như giờ thầy có một cái trường và trong đó thầy có cả trăm môn học, nhưng mà người học viên có quyền đăng ký bất kỳ môn nào, không phải là tất nhiên là sẽ học hết tất cả những môn đó thì mới ra được. Nhưng mà mỗi người đều được tầm đường cho môn nào mà mình thích đầu là như vậy. Do đó khi mình sống trong đời sống có những mức và hành vi của mình, có nhận thức của mình về cuộc sống, cho nên mình thường hay là tròn đường cách sống theo ý mình. Và khi mà mình tròn đường cách sống theo ý mình có tính là nghiệp của mỗi người. Vì mỗi người tròn đường cách nhận thức và hành vi khác nhau, cho nên nghiệp của mỗi người khác nhau. Và kỷ niệm của mỗi người khác nhau, những bài học của mỗi người khác nhau trong đời sống này. Tuy nhiên là tất cả đều là bình đẳng, cho nên ai cũng phải học tất cả những môn học và cuộc đời có để mình trải nghiệm và nhận thức ra được cái sự thật với tất cả những cái có. Chúng ta thấy là nghiệp đó không phải là nghiệp là tất cả đều, nếu mình nói là tất cả đều do nghiệp sai. Thật ra là trong cái vũ trụ này là có rất nhiều cái định luật, ví dụ như luật Vichariyama, Rupoyama, Tamayama, Chittariyama và cái mà định luật này nhiều nhất là Tamayama, cũng là một trong những cái định luật chi phối vũ trụ. Nói cho dễ hiểu thì trong vũ trụ này đó, nếu mình nói gọn thì nó có hai loại, một đó là định luật về vật lý và một định luật về tâm lý. Tuy nhiên định luật về vật lý đó, thì có khi là định luật về vật lý mình có cái hữu cơ và vô cơ. Vật lý mình có cái mặt khác là mặt sinh học, và về tâm lý đó thì tâm lý là chính, nhưng mà bên cạnh cái tâm lý đó còn có ý chí riêng của người, và cái ý chí riêng của người đó là tạo ra cái đề luận của cái định luận về tâm đó, và luận về tâm thì cái đề luận của cái định luận về tâm đó chính là nghiệp. Vì vậy nghiệp là một phần có những cái định luận chi phối một vũ trụ,
đặc biệt là nghiệp là để dành cho cái chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình tức là chúng sanh mà có danh và sắc, tức là có thân và có tâm, cho dù là cái kết cấu đơn giản nhất cho đến là phức tạp nhất thì nó cũng có danh và sắc. Vì vậy cho nên là cái nghiệp mà mình phải hiểu rõ. Thậm chí đôi lúc này có nói hơi người khác mà quyền cũng thiếu, thầy nói là nghiệp là con đường duy nhất cho đến giác ngộ giải thoát. Với ai là ai cũng nói là nghiệp là các con đường giác ngộ giải thoát, nhưng thầy cũng nói là nghiệp là con đường duy nhất cho đến giác ngộ giải thoát. Bởi vì đó, nếu mà mình không có trải qua các giai đoạn của nghiệp thì mình cũng sẽ không suốt được, sẽ giác ngộ được, sẽ thấy ra được sự thật về bản thân mình cũng như là về cái bản chất của cuộc sống. Do đó mà từ một cái chúng sanh mà người được nhất phải trải qua biết bao nhiêu cái tiến trình tiến hóa thì cái đó mới là được xưng là người, được xưng là người mới là được giác ngộ giải thoát. Thì là các cũng cứ chẳng cần rất là lâu dài nhưng không phải là đơn giản. Vì vậy cho nên đấy là có thể nói lúc đầu á, lúc đầu có người là con chúng sanh, các chúng sanh hoặc là người cũng được, lúc đầu á là sống theo bản năng. Người lúc đầu là sống theo bản năng, mình nhìn thấy mấy con vật á mình thấy là nó sống theo bản năng. Tuy nhiên á là cái cuộc sống đó nó là một trường học vĩ đại. Cho nên đó, mặc dù là con vật có sống theo bản năng, nhưng mà khi nó cũng trải nghiệm cái cuộc sống của nó thì nó cũng dần dần tiến hóa. Nhưng mà cái tiến hóa mà qua bản năng là rất là lâu. Cho đến khi nó phát sinh ra tình cảm và ý nghĩ. Để đến một cái đó chẳng hạn, mình thấy lúc đầu là mình cũng nọ hoàn toàn bản năng. Nhưng dần dần đó là cái người cùng đó ăn hay là ai cũng đó đó thì nó cũng phát sinh tình cảm. Và dần dần nó cũng biết là dần ăn với cái đó khác, hoặc là nó cất giấu cái thích ăn của mình cho nó, bây giờ nó lo rồi. Nó lo rồi thì nó cũng đang cất giấu cái thích ăn của mình. Thế thì lý trí nó cũng bắt đầu là phát sinh. Nhưng mà khi mà có tình cảm và lý trí phát sinh đó, bắt đầu mình thấy là nó có hai loại người, một loại người nặng lý trí và một loại người nặng tình cảm. Loại người nặng lý trí đó thì thường là dùng ý chí của mình để mà làm cho một người đó. Thì trong những cái người đó, những người thường là một người lý trí, người lý trí thì thường hay sử dụng cái tiên tâm hay là ngũ lực hay là ý chí để mà đạt được cái mục đích của mình. Còn cái loại thứ hai là loại người tình cảm, thì là người đức tin, tức là tin tưởng vào thần linh, tin tưởng vào Phật và Bồ Tát, hoặc là tin tưởng vào Thượng Đế. Và nếu những cái niềm tin của họ rất đúng đắn, ví dụ như giờ là đúng đắn gần với trí tuệ, thì sau khi mà phát hiện cái giai đoạn của lý trí đến một mức độ nào đó thì người ta sẽ thấy rằng là thực ra nỗ lực cá nhân với được ý chí của cá nhân, cái này là nghiêm đó. Thì về khi mình nói là lý trí thì là có nhận thức và lúc đó có hành động để đạt được cái mục đích của mình. Ví dụ như là một cái quan niệm là mình cần nhận ngã, giờ mình phải nỗ lực tu hành để làm sao cho mình được quan ngã để tốt hơn đại ngã chẳng hạn.
nào đó thì cái ý chí nó không có thấy rằng là mình cho dù mình là cố gắng cách mấy mình cũng vượt qua được những cái mà trong kinh gọi là asinaya, tức là không thể bị bại. Có những cái ý chí không thể đạt được, không thể hiểu được đấy. Bây giờ khoa học họ tìm hiểu đến mức độ nào đó, họ cũng dừng lại, bây giờ họ thấy rằng là ở đằng sau còn có một màn đen mà không thể thấu nhận được. Như vậy là ý chí đến mức độ nào đó sẽ đầu hàng, và lúc đó là một cái là chuyển qua thành ra là đức tin, tin vào bắt đầu tin vào thần linh, tin vào thần tượng trước, dần dần tìm tin cao hơn là tin vào thượng đế, tức là tạo hóa. Cái chữ tạo hóa này nó bắt đầu gần với cái từ pháp của mình. Từ cái chữ pháp là gì? Pháp là nguyên lý vận hành của trời đất, của chúng sinh. Cho nên cái thượng đế nó bắt đầu là nó là một cái tin, nhưng mà bắt đầu là nó tiếp cận được với một cái lĩnh vực khác, đó là chân lý. Tức là khi mình tin tưởng vào sự vận hành của pháp, thì lúc đó mình bắt đầu đủ cái bình định sáng suốt để mà trải nghiệm chứng nghiệm và thấy ra tất cả sự vận hành của pháp như thế này. Anh em đi vào đó, ở cái giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn của trí tuệ. Thì Đức Phật chính là cái người mà đã khai mở cái con đường trí tuệ này. Ngài chỉ cho chúng ta là trên tấn chánh niệm định giác, là trở về tròn vẹn kiến thức để soi sáng lại cái thân thọ tâm pháp. Thì cái thân thọ tâm pháp là sự vận hành của pháp, và trong đó nó có bốn định luật. Thì nếu bây giờ mình tách cái định luật của nghiệp ra, tức là nếu giả sử mình không có tạo tác nghiệp nghiệp phải, thì chỉ ngồi quan sát không thôi, thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ thấy rằng các cái định luật kia nó đang vận hành qua thân thọ tâm pháp. Và trong đó nó có hai cái, là một cái là định luật về vật lý và một cái định luật về tâm lý. Và do cái nhận thức của một người cho nên nó mới tạo ra nghiệp. Nhận thức và hành vi chính là cái nội dung của nghiệp. Vì vậy cho nên tu tập đơn giản là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tu và tu để hành vi gì cả, mà tu để điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là do mình nhận thức sai về bản thân mình, nhận thức sai về đời sống, cho nên mình mới có những hành động là trái ngược với lời sự thật, và hậu quả là mình gánh lấy những cái thiệt hại của đau. Cho nên đó, trong cái nghiệp đó, thì chúng ta thấy rằng là nhận thức sai và hành động xấu thì mình gọi là nghiệp tốt nghiệp. Ai cũng như vậy cả, ai cũng đều đã qua cái giai đoạn mà nhận thức sai và hành động xấu. Nhưng mà nhờ cái luật nhân quả, nhờ những cái định luật của cuộc đời, những định luật tự nhiên, tôi đã thấy rằng là khi mình nhận thức sai với cái định luật tự nhiên đó, thì mình sẽ gánh lấy cái hậu quả của nó. Cho nên bên đạo Do người ta nói là hùng duyên giả tồn, nghiệp duyên giả con, tức là nếu mình tuân theo cái sự vận hành của pháp thì mình tồn tại, còn nếu như mình mà nghiệp lại với cái sự vận hành của báo thì mình sẽ từ phía ngoài này hay là từ hai này. Vì vậy với Đức Phật ngày này là mình phải quan sát minh sát rất nhiều điều minh sát, tức là điều mình đã nói là quan sát mọi sự rõ ràng. Thầy nghĩa là nói là
mình sẽ học ra được cái nguyên lý vận hành thật sự của đó là gì. Khi đó mình mới là thuần theo cái sự vận hành của đó, cho nên gọi là thuần thiên. Thuần thiên ở đây là thiên là thiên nhiên, thiên tức là sự vận hành của đó. Chẳng phải là thiên là ông trời, thuần thiên là mình. Là mình tức là mình sống như thế nào đó là mình làm việc tức là mình lập mình, nhưng mà cái lập mình đó nó phải thuần thiên, cho nên này nữa là phải có phải sống phải biết tùy thiên tức là tùy thuận tùy hoàn thành thuần pháp, tức là phải đúng với sự vận hành của pháp, đúng với nguyên lý pháp. Thì trong Đức Phật đó cái ngày này thật ra rất là đơn giản, cái giáo pháp của Đức Phật rất là đơn giản là như thế này thôi. Nhưng mà ngài nói có tứ diệu đế, nhưng mà tứ diệu đế là gì? Nhân tính sai, hành động xấu, đó chính là tập đế, phổ đế, phải không? Nhân tính sai, hành động xấu cũng là tập đế, phổ đế. Nhân tính đúng và hành vi tốt tức là đạo đế, tức là phần nhận thức đúng hành vi tốt thì không có tạo ra cái quyền nào của đạo gì cả, tức là không có tạo ra tập thế của đế. Vì vậy cho nên Đức Phật trong cái bài kinh tứ diệu đế thì Đức Phật ngài chỉ giới thiệu cái pháp thế này. Bây giờ mình làm lên nói là pháp thức nào và pháp tà nào đấy, cho các bạn hiểu hơn. Pháp tà nào tức là nhận thức sai, là suy nghĩ sai, rồi nói năng sai, hành động sai, sinh sống sai, nỗ lực sai, và cái tâm niệm mà mình gắn liền với cái sai. Và như vậy cho nên tâm cái đền sai, ví dụ đền và đền vào những cái cái không gian để đền thì cũng sai. Như vậy á là mình thấy là trong cuộc sống gì đó là pháp chánh đạo, tức là tám cái điều nhận thức và hành vi đúng tốt. Pháp tà nào tức là tám cái điều nhận thức và hành vi sai xấu, nên là phải phải thôi. Trong đời sống của mình đó, nếu mình chiêm nghiệm thì mình đã nghiệm chiêm nghiệm thì mình sẽ thấy rằng là đúng là do nghiệp của mình. Mặc dù nếu mà nhận thức đúng và hành vi tốt thì sẽ không có phiền não ở đâu cả. Cho nên Đức Phật làm như vậy là trong bát chánh đạo á, chúng ta để ý là trong pháp chánh đạo cũng có những nhận thức và hành vi rồi. Trong pháp chánh đạo thì có nhận thức và hành vi rồi. Chánh kiến, chánh tư duy là nhận thức. Chánh ngữ, chánh biểu, chánh mạng là hành động về thân. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là hành động về thân. Cũng vẫn là chỉ có nhận thức và hành vi mà thôi. Như vậy á thì trong đời sống có rất nhiều cái định luật chi phối cái cuộc sống này và chi phối với bản thân của mỗi người, ví dụ như trời mưa, trời nắng hay là nói chung là khí hậu thời tiết, rồi là các sinh vật xung quanh của chúng ta, thì những cái đó là ai cũng có giống nhau. Xung quanh môi trường cũng đều là sắc, thanh hương, vị xúc, nó chăng. Ai cũng có bắt tay một người thân khí đối với sắc, thanh hương, vị xúc, pháp đó nó chăng. Nhưng mà là khi và cái định luật chi phối chung của vũ trụ đó thì cũng giống nhau. Phải là mặt trời đó là tôi chiếu điên gọi A, B, V, C, D, U, chứng, không có nói như vậy.
cái lòng mặt trời bị chiếu, hay là cái trái đất của mình nó quay, thì cái đó là cái định luật tự nhiên, nó không phải đâu có liên quan gì đến cái nghiệp của mình. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mình mặt trời sổ đây trời nắng rồi mình nóng quá nên mình bụi dần, thì cái đó là do thần kinh của mình, đúng không? Còn một người người ta đánh chết chúng ta không đánh được đâu. Và ví dụ như là trời bão hoặc là động đất rồi phong thần thì mình là rất là an toàn, nhưng mà thực ra đó là cái định luật của vũ trụ, nó là định luật của vũ trụ. Nhưng mà khô hay là đạn thì lại do nhận thức là điều của mình, do mình nhận thức sai, mình hành vi xấu cho nên mình mới rất lấy những cái khổ đau. Còn nếu mà mình nhận thức đúng và hành vi tốt thì đâu có khổ đau. Vì vậy cho nên là cái nghiệp từ cái điều chỉnh cái nghiệp của mình từ tập năng qua tình cảm qua lý trí qua lý trí qua tình cảm rồi đến cái trí tuệ, đó là quá trình diễn biến và tiến hóa của mỗi chúng sanh. Thì Đức Phật ngài thấy rõ cái điều này cho nên ngài nhấn mạnh về cái nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi đó đã phần học tập của mình đã đầy đủ sang cái nghiệp đó. Đó rằng là mình nhập chức cái nghiệp này để mình giảng bộ giảng pháp. Thế còn cái nghiệp của mình giống như mình đi học. Cứ học tập 1, tập 2, học lên hết. Lên cái đào học không suốt không. Nhưng thầy đào nói là bây giờ tôi nhập chức cái nghiệp, tức là tôi nhập chức học. Học nữa thì mình bỏ học ở đâu rồi. Cái bài học cuộc đời này, nó sinh ra để giúp cho mình học ra một cái nguyên lý vận hành của đời sống. Nên cuối cùng đó là mình không đeo quá là mình làm theo ý mình, làm theo ý mình, làm theo nhận thức và hành vi của mình, cho nên tạo ra những cái điểm đầu tiên là tạo ra những cái công việc. Rồi dần dần đó là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi để thực hiện. Nhưng mà chưa đủ thì ta thấy là tiền và bất tiền nó cũng là tốt tốt. Nếu mà người nào mà chấp tiền quá không tốt, không phải là bất tiền không là tốt đâu. Tiền không mà chấp tiền là nhiều khi cũng bộ ơn và ác. Thầy có thấy nhiều người, thầy nói là quan sát một vài người kiểu tiền và ác chứ không luôn. Họ tiền mà họ tiêu nhiều mấy cái học nó trên đây nó như vậy là thật ra là nhiều quá rồi con cá. Thì trong tính là cái phần này bảo là bất thiện là duyên có cái tiền. Nhiều khi mình làm cái việc gì đó bất thiện thì có mình thấy nó đau khổ hoặc là thấy là người khác đau khổ, mình hối lầm cho mình đến cái nhanh đó nó là làm cho mình cái viêm cho cái tiền sau này. Nhưng mà có người tiền chưa ra tay nói tiền quá nên gặp ai mà thấy cũng có tiền nên là cũng tiêu tiền rồi cho rồi.